đang cùng theo dõi bản tin của kênh tin tức mới 365. Với đội ngũ biên tập viên năng động và linh hoạt, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nhanh nhất về những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính sẽ có trong bản tin của ngày hôm nay. Sau một năm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chủ động xin từ chức. Bắt quả tang cơ sở sản xuất thuốc giả khủng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 51 giải thích lý do chưa dừng thu phí. Sau một năm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chủ động xin từ chức. Kính thưa quý vị, không hoàn thành nhiệm vụ thì chủ động từ chức, nhường chỗ cho người khác. Đó là cam kết của cán bộ, nhân viên nhận nhiệm vụ mới ở Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2022. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ thông tin trên tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Bộ vào sáng 18 tháng 12 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo hội nghị như sau: Truyền thông phải đi đầu chứ không phải đi theo là một trong những động lực truyền cảm hứng cho sự phát triển và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, những điểm cần cố gắng hơn nữa của ngành thông tin và truyền thông. Trước hết, nhận thức và tổ chức thực hiện công tác truyền thông chưa thực sự ngang tầm, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn. Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông chính sách là để người dân hiểu, tham gia xây dựng, thực hiện và thụ hưởng thành quả từ đường lối chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông lấy ví dụ, trong vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, truyền thông phải giúp người dân hiểu rằng lợi nhuận cao thì rủi ro lớn, từ đó góp phần vào sự phát triển minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững của thị trường. Cơ bản đồng tình đánh giá cao các nhiệm vụ giải pháp đúng và trúng được Bộ Thông tin và Truyền thông xác định cho năm 2023. Thủ tướng yêu cầu Bộ tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách. Người đứng đầu chính phủ nêu rõ, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế phải đặt trong bối cảnh một đất nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, do đó phải bám sát thực tiễn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phải tiến hành phủ sóng toàn diện, bao trùm tới mọi miền đất nước, nhất là vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tất cả mọi người dân đều được hưởng dịch vụ viễn thông. Thủ tướng giao ngành thông tin và truyền thông và ngành điện lực thực hiện nhiệm vụ này. Điện đi tới đâu, viễn thông đi tới đó. Phấn đấu ở đâu cũng có điện và ở đâu cũng có viễn thông. Không để ai bị bỏ lại phía sau. Yêu cầu thứ ba của Thủ tướng là tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chú trọng cập nhật xử lý dữ liệu thường xuyên, liên tục, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó có dữ liệu đất đai, nhà ở. Dữ liệu là tài nguyên đặc biệt cần phải lưu trữ, chia sẻ, khai thác, sử dụng một cách an toàn, bảo mật, khoa học, hiệu quả, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp và nhất là các chủ thể liên quan, tạo nên các giá trị gia tăng, thông qua đó hỗ trợ chuyển đổi phương thức quản trị quốc gia. Tập trung thúc đẩy kinh tế số, trọng tâm là phát triển kinh tế số nền tảng để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kinh tế số đang là ngành chiến lược lâu dài để phát triển toàn diện bền vững, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của người dân làm từ nhà, tỷ lệ người dân cài đặt các nền tảng số Việt Nam, thúc đẩy thương hiệu Make in Việt Nam, phấn đấu tăng tỷ trọng kinh tế số trong GDP, khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số phát triển trong nước và vươn ra thế giới, đặc biệt là phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành truyền thông. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cần tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân, bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới trên cơ sở, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đảm bảo chủ quyền đất nước và tính thượng tôn pháp luật của Việt Nam, tăng cường truyền thông, chính sách, thông tin với các nhân tố tích cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, ngăn chặn kịp thời hiệu quả thông tin xấu, độc, sai sự thật, phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội, xây dựng cơ chế, chế tài xử lý các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để trục lợi, lừa đảo, đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả vấn nạn sim rác, cuộc gọi rác, tin nhắn rác. Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh năm 2022 là năm mà Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung đặt ra chiến lược quốc gia cho từng lĩnh vực, trong đó có chiến lược tổng tiến công về chuyển đổi số,
Đặc biệt, người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, năm 2022 cũng là lần đầu tiên mà cán bộ nhân viên nhận nhiệm vụ mới ở Bộ đã hứa. Sau một năm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chủ động xin từ chức, nhường chỗ cho người khác trong năm tới. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2023 sẽ là năm về dữ liệu, đó là bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu các bộ ngành và địa phương, mở dữ liệu để kết nối chia sẻ là an toàn dữ liệu. Bộ trưởng cam kết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạo ra sự thay đổi căn bản về dữ liệu Việt Nam, tạo ra dữ liệu và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới là sự khác biệt cơ bản của chuyển đổi số. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2023 cũng là năm thực hiện các chiến lược đã được ban hành. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành các hướng dẫn thực thi chiến lược, tiến hành đo lường và công bố công khai các chỉ tiêu chiến lược. Năm 2023 cũng sẽ là năm thương mại hóa 5G. Đặc biệt về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đạt mục tiêu nâng số lượng tài khoản từ các nền tảng số Việt Nam lên ít nhất 50%. Về công nghiệp công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nhằm tạo ra sự cộng hưởng trong nước và đi ra nước ngoài. Bắt quả tang cơ sở sản xuất thuốc giả khủng ở thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, ngày 17 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 8 cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, ngày 13 tháng 12, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an quận 8 ập vào kiểm tra một bãi xe trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm 4 đối tượng đang thực hiện sản xuất thuốc giả. Danh tính các đối tượng bao gồm Nguyễn Xuân Cường, 46 tuổi, Ao Vạn Hạnh, 25 tuổi, Trương Phong Hào, 24 tuổi, Trương Thủy Trinh, 49 tuổi. Cả 4 đối tượng này cùng ngụ tại quận 8. Lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ hơn 8.500 hộp thuốc được làm giả mang nhãn hiệu là Terpin, Codein, Decotin, Asmacot, Glotan là các loại thuốc kháng sinh trị ho, hen suyễn. Qua lấy lời khai, Công an quận 8 tiếp tục bắt giữ Huỳnh Nhật Khoa, 24 tuổi, Phạm Quốc Quyền, 43 tuổi, cùng ngụ tại quận 10 về hành vi mua bán hàng giả. Tại nơi ở của hai nghi phạm này, công an cũng thu giữ gần 10.000 hộp thuốc giả các loại. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét một xưởng sản xuất thuốc tây giả tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt giữ nghi phạm Đặng Văn Hóa, thu nhiều loại tân dược giả. Công an quận 8 đã kiểm đếm được gần 20.000 sản phẩm thuốc giả, trong khi số thuốc chưa kiểm đếm còn rất lớn. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Chủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 51 giải thích lý do chưa dừng thu phí. Kính thưa quý vị, theo dự kiến vào ngày 17 tháng 12, trạm thu phí dự án BOT quốc lộ 51 phải tạm dừng thu phí như đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, nhưng hiện vẫn chưa dừng thu. Chủ đầu tư dự án này nói gì khi trạm chưa dừng thu phí và chưa lắp đặt thu phí không dừng? Trước thắc mắc của nhiều tài xế về việc hôm nay vẫn thu phí, ông Đinh Hồng Hà là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là BVEC, nhà đầu tư dự án BOT quốc lộ 51, có giải thích. Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan nhà nước đứng ra đàm phán với nhà đầu tư dự án, tính toán thời gian hoàn vốn của dự án là vào đầu tháng 3 năm 2022, điều chỉnh thời gian hợp đồng BOT từ 48 tháng xuống còn 9 tháng và đề xuất tạm dừng thu phí vào ngày 17 tháng 12. Tuy nhiên, chúng tôi đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải nêu ra những vướng mắc trong quá trình quyết toán vốn đầu tư nên Bộ đã cho đàm phán tiếp nên chưa dừng thu phí. Cũng theo ông Hà, BVEC và Cục Đường bộ Việt Nam đã trải qua 17 cuộc đàm phán. Qua những lần đàm phán, thống nhất được một số nội dung, nhưng còn một số nội dung qua nhiều lần họp vẫn chưa thể chốt xong. Nếu tạm dừng đúng theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, thì nhà đầu tư BOT quốc lộ 51 gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi báo cáo cụ thể với Bộ là dự án BOT quốc lộ 51 đã đem lại những hiệu quả thiết thực về phát triển kinh tế xã hội cho vùng Đông Nam Bộ, nhưng hiện nhà đầu tư đang gặp rất nhiều khó khăn. Dự án cũng đã được nhiều đoàn thanh tra như là Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan giám sát của tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Dự án đầu tư trên 10 năm rồi vẫn chưa hoàn được vốn và còn vướng mắc trong đàm phán các hợp đồng và phụ lục hợp đồng BOT đã ký kết về điều chỉnh thời gian tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Cũng theo ông Hà,
Bộ Giao thông Vận tải kết luận chưa dừng thu để Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục họp bàn phán với nhà đầu tư, các ngân hàng để xử lý thấu đáo tất cả vướng mắc của dự án. Làm sao để đảm bảo nhà đầu tư hoàn được vốn, phải có một phần lợi nhuận như cam kết hợp đồng BOT đã ký. Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo ngân hàng cũng đã xác nhận, sau khi có ý kiến tạm dừng thu phí, các ngân hàng với 17 chi nhánh cho vay đã đồng ký đơn gửi lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị không dừng thu phí vì PVEC còn dư nợ đến nay hơn 809 tỷ đồng, chưa trả được hết gốc vay. Việc dừng thu phí thời điểm này dẫn đến nợ xấu doanh nghiệp, có thể gây mất vốn nhà nước do có 3 ngân hàng tài trợ vốn cho nhà nước.